Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vừa học kiến thức chuyên ngành, vừa học tiếng Anh trên Coursera với eJOY Extension. Lưu ý là bạn cần phải dùng laptop và cài sẵn eJOY Extension trên Google Chrome để sử dụng chức năng này nhé. Đầu tiên, bạn vào Coursera và chọn khóa cần học. Bộ từ điển của eJOY sẽ giúp bạn xem video khóa học với phụ đề song ngữ. Nếu muốn tìm hiểu thêm về một từ, bạn có thể click vào từ này để khám phá định nghĩa, hình ảnh, từ đồng trái nghĩa của nó. Ngoài ra, bạn có thể lưu từ muốn học chỉ với một click và chơi game ôn tập từ chuyên ngành sau. Rất đơn giản đúng không nào? Chúc các bạn làm việc và học tập thật hiệu quả với eJOY Extension.